Viroto Mineral Tear. Với đặc tính bổ sung nước mắt nhân tạo và khoáng chất, Viroto Mineral Tear có những thành phần và công dụng sau. Sự kết hợp của 4 khoáng chất, natri, kali, canxi, bicarbonate giúp hỗ trợ trao đổi chất ở biểu mô giác mạc, phục hồi mắt mỏi, mắt kích ứng nhẹ do đeo kính áp tròng. Sodium chondroitin sulfate hay còn gọi là sụn vi cá mập giúp mắt được giữ ẩm, bảo vệ bề mặt giác mạc, phòng ngừa khô mắt. Hypromellose có trong nước mắt nhân tạo giúp tăng cường độ ẩm của mắt, tạo màng dưỡng ẩm bảo vệ giữa mắt và kính áp tròng, giảm cảm giác khó chịu khi mang kính áp tròng. Sản phẩm có thể dùng được trực tiếp ngay cả khi đang đeo kính áp tròng. Viroto Mineral Tear phù hợp với những đối tượng sau: người bị khô mắt nhẹ cần bổ sung nước mắt nhân tạo để nuôi dưỡng mắt mỗi ngày, người đeo kính áp tròng. Cách sử dụng: dung dịch nhỏ mắt, nhỏ vào mắt mỗi lần từ 1 đến 2 giọt, có thể nhỏ nhiều lần trong ngày tùy vào tình trạng khô mắt, mỏi mắt và khó chịu của mắt. Bảo quản nơi khô mát dưới 30 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp.